Xin chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị. Xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới cho tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa các bác, hôm nay cháu Lực lại tiếp tục ra nhà của hai bố con em Quyền với lại thêm là người bố. Và hôm nay cháu Lực đi xuống thì đồng thời thì cũng có là mua cho hai bố con là 2,5 cân thịt cô bác ạ. Hôm nọ thì cũng được là bà Vương Kim Thanh là gửi tiền cho cháu Lực để mà khi nào mà cháu Lực xuống thì mua thực phẩm cũng như là đồ ăn cho hai bố con cô bác. Ở những cái video trước thì là hầu như là cháu Lực xuống thì cháu Lực đều là trích tiền của bà Vương Kim Thanh ra là để mua cho hai bố con hết thôi cô bác. Và đến hôm nay thì cháu Lực lại tiếp tục xuống với lại hai bố con và mua cho bố con là 2,5 cân thịt và trích tiền từ của bà An Phạm ra. Hôm nọ thì là cháu Lực là sau khi mà đưa cho bố Quyền là 200.000 để mà tự đi mua thực phẩm thì là còn dư là 725.000. Và hôm nay cháu Lực xuống thì tiếp tục lại mua thêm là thịt nữa. Vừa rồi thì cháu Lực mua là 2,5 cân thì người ta lấy của cháu Lực là 350.000 cô bác ạ. Mọi lần thì là cháu Lực đi xe là gần đến nhà của hai bố con luôn cô bác. Đấy, tuy nhiên thì là hôm nay là phải là bỏ xe ở tít trên đường lớn này rồi. Trước mặt các bác thì các bác có nhìn thấy là một cái chỗ mà bị sạt lở khá là nhiều các bác ạ. Còn bây giờ thì xin mời các bác cùng theo dõi video và cùng cháu Lực đi xuống đến nhà của hai bố con của bác nhé, xem là thời gian ngày hôm nay hai bố con sống như thế nào. Cùng xem nhà của hai bố con khi mà có trận mưa gió bão này thì có bị ảnh hưởng gì không. Đấy, tuy nhiên thì vào cái mùa này thì đi đâu thì không thể tránh khỏi được rằng là gặp gỡ những cái nơi mà nó bị sạt lở cả. Có những chỗ thì sạt lở rất là nhiều, còn là có những chỗ thì là sạt lở ít cô bác ạ. Ở đây thì có vẻ như là sạt lở rất là nhiều cô bác ạ. Thế may là ở dưới này cháu Lực thấy là có mấy ngôi nhà của bác không có nằm ở dưới này. Nếu mà nằm ở dưới này là có thể là bị chôn vùi luôn đấy. Ui ôi, cao quá của bác ạ. Từ tít trên kia xuống này. Thôi chắc là cháu Lực cũng xin phép là di chuyển rồi các bác. Đứng ở đây một hồi thì không biết thế nào mà lần được. Nhà của hai bố con nên là đi theo men theo đường này đi xuống của bác ạ. Hay về cái khoản của bà Vương Kim Thanh thì là bà gửi cho cháu Lực ấy các bác. Thì là bà cũng bảo là mỗi lần mà cháu Lực đi xuống thì là mua cho hai bố con thì hai bố con mới được ăn các bác. Bây giờ từ đây lên trên chợ kia thì cũng đi một cái khoảng thời gian khá là xa và tùy từng ngày là người ta mổ thịt lợn đâu các bác, cũng không có ngày nào người ta cũng mổ đâu. Thấy là mấy cái cây to to này cũng bị là đẩy xuống đây hết luôn. Thì trông rất là khiếp sợ, có những ngôi nhà, có nhà nào mà nằm ở dưới này là đây thì cháu Lực cũng đã chứng kiến được rằng là có những nhà các bác thì là đã bị là thời gian vừa rồi là mưa nhiều quá bị sạt lở là lấp chúng rồi đấy. Như là theo các bác các cô lớn tuổi đấy thấy bảo là năm nay là cái trận mà thiên tai là nhiều hơn các bác ạ. Năm nay ấy mưa thì cũng nhiều hơn. Thế còn ở phía nhà của hai ông cháu thì nếu mà như có cô bác anh chị nào mạnh thường quân nào ấy mà gửi cái kinh phí cho cháu Lực cũng như là tấm lòng vàng của các bác ấy thì các bác theo dõi được những cái thước phim mà cháu Lực công khai là chính lên ấy, có những cái nào mà không đúng thì rất là mong là cô bác sẽ bảo lại với cháu Lực một chút cô bác nhá. Đôi lúc thì cũng bị nhầm lấn đấy. Nay đi xuống hai bố con thì không biết là hai bố con có ở nhà không ấy. Cái đất ở khu bên này thì thuộc dạng là cái đất đỏ cho nên là đi nó rất là trơn trượt.
mùa này thì là vừa là mùa gặt này, xong là vừa là mùa cấy của bà con trên vùng cao nữa. Về nhà của hai bố con thì là đôi lúc cháu Lực hỏi đấy cô bác thì nói rằng là ruộng nương thì cũng có ít thôi, không có nhiều cả. Đấy, chú Phong thì bị một chút như vậy, thành ra là vợ là lừa hết tài sản là bán đi rồi. Đấy, chỉ còn mỗi hai bố con là bơ vơ ở trong một cái ngôi nhà mà gọi là lúc nào mà hết tiền này kia thì là toàn đi làm thuê để mà về mà mua thôi. Thời tiết hôm nay thì có vẻ như là ban ngày thì khá là nắng nóng các bác, còn về đêm thì mưa rất là nhiều. Bắt gặp chú Phong phơi thóc này. Phơi thóc hả chú? Phơi thóc à? Thế có mình chú ở nhà thôi à? Thế là xung quanh nhà cũng dọn dàng sạch sẽ chú nhỉ? Thóc này là của mới là cũ à? Mới à? Vâng, cháu ra rửa chân đã. Trên này sạt nhiều quá chú nhỉ? Hết nước rồi. Hết nước rồi. Ôi, nước này thì làm sao mà uống được đấy? Thế là chú uống bên kia đấy à? Chú hôm nay đi làm gì không? Chú hôm nay đi làm gì không? Giúp nhà trên giúp đang cấy. Giúp đang cấy à? Thế là đi lấy công hả chú? Thế là tranh thủ về nhà là phơi thóc hả chú? Vâng. Thế là may là cháu cũng vừa ra đến nơi luôn. Vâng. Thấy là hai bố con này là cũng dọn dẹp là xung quanh này khá là sạch sẽ này. Ôi đằng sau chú bị sạt rồi à? Vâng. Ôi, có bị sạt đến nhà không chú? Cháu đeo chú một cái mic ấy. Cái này là vừa mới thu hoạch chưa chú? Cái này hay lâu rồi? Vừa mới thu á? Vâng. Cái nhà chú năm nay được bao nhiêu bao thóc? Ba bao thôi mà. Ba bao thôi. Ừ. Ôi, được ba bao thì làm sao mà không có đủ được? Không đủ được, nhưng mà không có nước. Không có nước để làm à? Ừ. Nhưng mà ruộng là chú thì có nhiều không? Vẫn có, bên kia có hai thửa. Hai thửa bên này á? Ừ. Ở dưới nó còn ba thửa nữa, không có phân lân phân đàm ấy, không có phân đơn này. Không có phân đàm ấy. Có. Cũng trồng ít thôi à? Vâng, không có tiền mua ấy. Nhà của hai bố con thì nhìn từ bên trong nhà nhìn vào thì cũng gọi là làm bằng nhà sàn thì chắc nhìn thấy là khá là đẹp đấy, nhưng mà tuy nhiên là ở đây là tất cả là đều làm bằng hoàn toàn là bằng gỗ các bác, bằng gỗ non ấy. Thời gian là bây giờ có những chỗ thì nó đã bị mọt rồi. Trên này là bị sạt lâu chưa chú, trên này ấy? À chú Phong? Vừa mới sạt á? Vâng. Trên này. Uầy. May là không sạt nhiều đấy nhở? Vâng. Tí thôi ấy. Nếu mà mảng trên này mà đổ xuống thì là lấp nhà luôn đấy trên này ấy. Ừ. Gần quá. Vậy dưới sàn nhà thì cũng dọn dẹp và sạch sẽ đấy. Cái nồi cơm điện này hỏng ra chú? Hỏng rồi. Con lợn kia là nuôi để đẻ con à chú, lợn kia? Hả? Lợn kia là nuôi để đẻ à? Nuôi thôi, nuôi nhà cửa nhà ta thôi. Thế là lấy về nuôi à? Vâng. Nhưng mà mấy đứa nó có đẻ không lợn này? Vẫn đẻ mà. À, lợn này là vẫn đẻ đúng không? Thế hai chú cháu mình đi vào nhà một tí nha. Vâng. Quyền đi đâu rồi chú? Kiền chắc nó vừa mới đi, sáng nó đi bên nhà bên kia rồi. Đi, nhưng mà nhà bên kia đi nhà ai? Nhà anh ấy, anh bên kia. Nhưng mà có đi đi hộ ra làm gì không hay là đi cũng đi vẫn nhà đi hộ vắt cái gì ấy. Vâng. Nhà đấy là cùng cấy à? Hả? Nhà đấy là cùng cấy à? Cùng cấy xong rồi. Cấy xong rồi. À? Ừ. Nhìn từ phía bên này thì có những chỗ đã bị mọt này các bác. Mọt hết đây. Nhưng mà lung lay là đổ đấy nhà. Ừ. Thôi nhà cửa hôm nay ai dọn dẹp với chú sạch sẽ đấy.
không dọn thì cái này là chậu này dùng để làm gì đấy chú? Hả? Chậu này dùng để làm gì đấy? Mưa. Dùng để hứng nước mưa. Ừ. Ồ. Bên này mưa trên nó cũng. Là hứng nước mưa từ trên này xuống à? Vâng. Trên này thì tấm lập là chưa có làm của bác ạ, trên này ấy. Chưa có. À, tấm nóc ấy, nóc là chưa có làm. Thế chỗ này là chỗ ai ngủ đây chú? Không, bên kia nó ngủ không ngủ được ấy. Nhưng mà sao lại không ngủ được chứ bên kia? Ừ, không ngủ được mơ ấy. À. Thế là mưa dột là hai bố con là chuyển ra đây ngủ à? Vâng. Ôi. Thế là nhà chỗ nào cũng dột để thấy là nhìn chỗ nào cũng bị ướt ướt này. Ừ. Những cái đồ xà phòng rồi rửa bát chú thì còn chứ? Vẫn còn ít. Vẫn còn à? Vâng. À, thấy là đây vẫn còn lọ gần đầy này. Vâng. Xà phòng đấy. À, chú ngồi kia một tí. Thế mấy hôm nay hai bố con còn gì ăn không? Cá kia thì hết chưa? Hết rồi. À, hết rồi à? Vâng. Thế mấy hôm nay chú ở nhà thì làm gì chú? Tí nó phơi thóc thì cũng ở nhà thôi. Tí là phơi thóc là phải ở nhà. Vâng. Ở nhà là trong thóc thì không là vâng. Gà là ừ. Là ăn với lại mưa là nếu mà về là chạy không kịp. Vâng. Gạo thì hết rồi à? Thế là chú mới đem đi phơi ấy. Hả? Gạo là hết rồi à? Ừ, sắp hết rồi. Thế là không loại cháu mua ra 20 cân thì sắp vâng. Hết rồi à? Vâng. Ở nhà thì còn chú thấy ít thóc nào thì có thể là phơi đi. Vâng. Phơi xong rồi đi sát. Hôm nay thì vâng. Ở trên kia một lợn ấy thì là cháu lại mua vâng. Cho chú là 2 cân vâng. Dưới thịt lợn đấy vâng. Nhá. Vâng. Cái này thì nếu mà nhiều quá thì một tí nữa chú lấy ướp muối nhá. Vâng vâng. Chú lấy ướp muối treo như là cái chú ông nọ mà cháu bảo thế nhỉ. Vâng. Đấy, bây giờ chú đi rửa xong tranh thủ ướp đi cho chú. Vâng. Vâng. Hôm nay cháu trích tiền của nhiều. Hôm nay mua nhiều này. Vâng, cháu mua 2 cân rưỡi. Hôm nay là cháu trích tiền của bà Vương Kim Thanh là hôm nọ gửi cho hai bố con. Vâng. Đấy là hôm nọ cháu mua là chưa có hết. Vâng. Thì mỗi lần mà cháu xuống thì cháu là thấy gạo thì không có gạo thì cháu mua gạo. Vâng. Thì lần sau thì cháu tiếp tục là mua gạo. Vâng. Hôm nay cháu mua hết là đi 350 ngàn. Vâng. Thì hôm nọ là còn dư đấy, còn dư là cháu xem là hôm nọ là dư là vừa rồi thì cháu cũng nói ở đầu thước phim của bác còn dư là 725 nghìn. Hôm nọ cháu có đưa cho chú là thêm là 200 nghìn tiền mặt đấy đúng không? Vâng, chú đi làm vâng. Thuê ở kia. Vâng. Thế là còn dư là 725 nghìn. 700 là 27, 25 trừ đi là 350 bằng là bây giờ còn dư là 3 triệu à 300 là 75 nghìn nhá. Vâng. Thì để hôm nay cháu xuống thì cháu lại mua thức ăn cũng như là vâng, vâng. Đồ gì cho chú. Vâng. Để cho hết. Nếu mà có cô bác anh chị nào mà gửi tiếp thì là cháu sẽ lại bảo với chú nhé. Vâng vâng. À, chú gửi một lời cảm ơn tới bà Vương Kim Thanh chú nhé. Vâng vâng. Cảm ơn bà Vương Kim Thanh. À, chú bảo là tôi chúc bà thật nhiều sức khỏe. Chúc bà tôi chúc sức khỏe bà. Chú Phong là còn biết nói tiếng phổ thông một chút cô bác ạ. Vâng. Có vẻ là mắt của chú là sao hôm nay là hai mắt đỏ đâu mắt hay như nào ấy? Mắt tự nhiên đỏ ấy. Tự nhiên đỏ á? Vâng. Thế là cả hai mắt đều là tự nhiên đỏ à? Vâng vâng. Có một mắt thì là bị đỏ nhiều hơn, vâng. Còn một mắt thì là chú bảo là tự nhiên đỏ. Ừ, tự nhiên đỏ. Ở đây thì là mắt của chú là bị từ năm bao nhiêu tuổi ấy chú? Chẳng từ bé rồi. Chẳng thế à? Vâng. À thế là chú từ bé rồi à? Vâng. Thế là một mắt là không được sáng đúng không? Vâng, cũng một lúc thì nó đi làm ấy nhưng mà cũng chắc nó không nhìn thấy. Vâng. Thế như này thì bị từ bé này thì bên chính quyền người ta có cho chu cấp cho nó bằng kia này nó bị rồi. Hả? Bằng cái kia này bằng kia này nó bị rồi. Bằng quyền là ai? Bằng kiên cơn quan ấy. À quyền là chú á? Vâng. Quyền là chú thì bị làm sao nữa? Không bị cái thế nào nhưng mà cũng không bị nhưng mà chú từ bằng cái đấy thì bị rồi. À là bằng quyền là bị đúng không? Vâng. Nhưng mà đợt đấy là có tự bị hay là bị cái gì tác động vào không? Không, tự bị thôi chứ. Vâng, thế là cũng không đi khám và không đi chữa đúng không? Ừ, đấy. À. Chức thì nếu vẫn đi khám thì nó phải nói nó mổ ấy. Nó vào phải nói mổ à? Ừ. Thế nhưng mà đợt đấy sao chú không mổ? Không xuống được nhưng mà không phải, không tỉnh không về thì, bác sĩ tỉnh thì không về thì cũng không mổ được đâu. Đấy là người ta mổ miễn phí hay là như nào? Chắc nó mổ miễn phí chắc nó không biết được. Là mổ miễn phí là mới đi đúng không? Vâng. Còn là như người ta có bảo là mổ mắt của mình thì mất là bao tiền không? Mất đấy.
Mất á? Người ta bảo mất tầm rơi bao tiền chú biết không? Không biết được, nhưng mà chẳng đâu. Thế là trước là từ trước là bị là coi như là đi khám thì biết rồi nên mà không có tiền để mới chứa đúng không? Vâng. Thành ra là bây giờ đến giờ thì mới bị đúng không? Vâng vâng. Có đợt thì là có người ta lên khám mắt mổ miễn phí đấy cô bác thì là chắc là chú cũng có dự định là đi rồi nhưng mà xong lại người ta lại hoãn xong lại không đi được nữa. Thế quyền thì quyền thì là hôm nay là đi hộ người ta cấy hay là đi làm gì? Chắc nó đi cấy chắc cũng không biết được. Đi bên kia. Thế là sáng nay chú đi là bầm. Quyền ở nhà. Vâng, ở nhà. Thế là Quyền ở nhà chắc là sáng nay dọn dẹp nhà cửa đấy nhà. Vâng. Này đấy là nhà cửa mọi cái thì đều là sạch sẽ này các bác. Đấy bây giờ thì chú tranh thủ là dùng cái này để mình đi thái cho ướp một tí nhá. Vâng vâng. Đấy, cháu với chú là đi luôn. Vâng. Để nó mới giữ được lâu chứ không là cái này là không giữ được lâu đâu. Vâng. Chú cứ đeo đi. Vâng vâng. Hôm nay xuống thì không có gặp là em Quyền các bác ạ. Vâng. Ơ chú không lấy chậu đi à? Vẫn ở nhà. Chú phải lấy chậu đi thì mới rửa được chứ. Đôi lúc thì quên à. Quên ấy. Hôm nay là chú còn biết nói tiếng phổ thông ấy chứ còn là chú cháu mình còn giao tiếp được. Vâng. Bao này là bao gì đấy chú? Bao thóc. Cũng là bao thóc à? Vâng. Chú đang cơm ấy chứ? Vừa ăn này. À thế cơm mình ăn rồi thì thành ra là rửa cái này để ướp thôi nếu mà. Vâng. À chưa ăn cơm thì có thể là nấu vâng. Luôn. Cái nguồn nước này là chung nhau với lại nhà bên kia hả chú? Chung nhau thôi. Bên kia cũng không ăn được đấy, cũng có nước đấy. Bên kia là nước là không dùng được rồi. Vâng. Dạ, cân nhiều này. Cháu 2 cân rưỡi. Thịt này hôm nay người ta bán 130.000 một cân. Ừ, đã đấy. Có số thì người ta bán là 140.000 một cân, có số thì người ta bán 130.000 một cân. Vâng. Nhưng mà đây là có một túi là túi 130, còn một túi là túi 140. Vâng. Tôi đắt nhỉ. Vâng. Tôi gọi là các bác giúp đỡ thì hai bố con mới có thịt để ăn thôi. Chứ thực sự ra thì đấy mà để mà hai bố con bỏ ra 100.000 đi mua thịt thì... chắc chắn là không dám mua, các bác chỉ dám mua gạo, mắm muối, mắm xính rồi để mà dùng thôi. Cái Quyền là cũng ăn cơm hết rồi chứ chú Quyền này. Vâng. Tối nay vẫn về ăn cơm hả? À tối nay vẫn về đúng không? Vâng. Thế là buổi sáng ăn chưa? À, ăn rồi. À, hai bố con thì là như kiểu là bị một chút là về cái khả năng trí tuệ của các bác thành ra là ở đây lúc cảm giác như rất là yêu đời. Chào. Bây giờ chú đem về xong là thái xong từng miếng nhỏ xong là ướp luôn. Được. Xong là chú treo lên trên trên cái kệ bếp nhá. Được. Được. Bây giờ thì chỉ có cách này là mới bảo quản được. Được. Nhà có chậu bừa nhưng không có chậu chú lấy chậu này đi thì mới để được chứ. Thì nó rồi cho tủ lạnh rồi, cho tủ lạnh nhà chỉ ấy, chỉ trên này. À là cho tủ lạnh nhá. Vâng. Thế là mỗi lần đi ăn thì là ấy à? Vâng. Cho một ít. Chỉ một ít thôi. Thế thì lấy đi xong là thái từng nhỏ xong là để vào túi bóng. Ừ. Xong là đi thì cần làm việc sách đi để thôi. Ừ. Có nhiều này thì là để tận trên nhà nào? Nhà trên này đấy. Nhà trên này à? Hàng xóm trên này à? Ừ. Có tủ lạnh ấy. Vâng. Thế thì nếu có tủ lạnh thì gửi được thì là đem gửi cũng được. Ừ. Lúc nào mà hai bố con nó lấy về ăn cũng được. Anh chú rửa xong thì một tí đem lên trên đây để. Vâng. Thế là không phải ướp muối đâu chú ạ. Vâng. Chú cứ để vào cái xô thôi. Để vào cái xô ra một tí lúc nào mà chú đi thì. Vâng. Chú cứ đem đi. Cái này tí chú đem đi để tủ lạnh đúng không? Vâng. Chú đem đi tủ lạnh thì không phải là để ướp muối nữa. Vâng, không uống nữa. Vâng, thì chú chỉ để đây thôi xong một tí nữa.
Đi thì đem đi. Vâng. Thế là sáng nay hai bố con là thức ăn ở đây à? Vâng. À, ôi ôi. Đây ăn gì đây? Mỡ. Bát này là bát này là bát là bát. Này là bún đúng không? Bún. Bún cái này bún à. Bún bát đây. Bún này á? Vâng. Thế là hai bố con là hôm nay ăn cơm à? Vẫn ăn ít thôi. Có. À, thế là dùng cái này để mà ăn cùng bún, ăn ăn cùng cơm đúng không? Vâng. Chú này với Quyền là bún với mì tôm là hai bố con là thích ăn cái nào nhiều hơn? Ăn cơm thôi nhưng mà ăn bún thì bún thì lại không no lâu nhỉ? Vâng. Nhưng mà bún với mì tôm thì chú với lại Quyền thì thích ăn bún hay là mì tôm hơn? Mì tôm hơn đấy. À mì tôm hơn à? Vâng. Mì tôm thì là nó có gói súp thành ra là nó có súp. Gia vị nó ngon hơn nhỉ? Vâng. Còn bún này thì nó chỉ có như không thôi. Thế mẹ của Quyết là thời gian này à, mẹ Quyền là thời gian này có gọi điện chút nào không chú? Không. Không á? Không, không gọi. Đây là đi biệt tích luôn à, biệt tâm biệt tích luôn à? Vâng. Bán đợt nhưng mà đợt cho cháu hỏi lại một chút này, đợt mà bán bò ấy, đợt mà bán bò thì vợ chú gạ chú ấy, gạ chú đi bán thì vợ nói như nào xong chú với em đi bán? Bảo nó đi bán hết thì cũng ở như thế. Nhưng mà vợ chú có chia cho chú không? Chia đâu. Không chia. Vâng, không chia chút nào đâu. Thế là cầm tiền là xong là bảo là đi làm xong là đi luôn. Vâng. Đấy là không về. Vâng, đúng không về. Nhưng mà bây giờ vẫn biết tin là lấy chồng ở đâu đúng không? Lấy chồng ở Sô Phi ấy. À, chồng ở bên Sô Phi á. Vâng. Chồng ở bên Sô Phi đấy thì như này chú cầm tiền đi ra bên kia lấy chồng thì chú không đi đòi à hay là nhỉ? Không đi đòi không được đâu bọn nó. Nhưng mà có đòi chưa? Vẫn đòi hai lần nhưng mà không được. Vẫn đòi hai lần nhưng không được à? Vâng. Ở đấy cầm đi là cầm đi bao nhiêu tiền? Cũng nó chắc nó 28 triệu ấy, 70 triệu ấy. 70 triệu cùng đi hết rồi, hai con bò ấy, có một con bé. Có một con bé nhưng mà sao lại 28 70 triệu, 28 triệu 700 ngàn hay là gì nào? 700 ngàn ấy. À 28 triệu 700 ngàn đúng không? Chứ không phải là 28 triệu 7 chứ không phải là 28 triệu 70 triệu đúng không? 700 ngàn ấy một chiếc. Thế là 28. Bán được là 28 triệu là 700 ngàn. Xong là đem đi luôn. Đem đấy là cho bò còn có giá nhỉ? Đúng rồi. Chứ nếu mà như vào trước vẫn có giá. Vâng. Vào cái thời điểm này thì lại không có giá mấy rồi. Vâng. Là ngôi nhà này thì được bên bên xã người ta hỗ trợ là làm cho hết ở chú ngôi nhà này. Vâng. Thế mấy cái pro kia người ta có hỗ trợ không? Sao là thủng như sao này? Thủng nhiều đấy. Cái gì? Cái pro à? Vẫn thủng nhiều nhưng mà làm hai lần đấy. Nhưng mà người nhà được hai lần này cái này. Được hai lần đó. Hai lần rồi. À trước là ở nhà cũ của chú đúng không? Vâng. Nhà cũ xong rồi tháo ra xong rồi lập trên này à? Vâng. Thế là đấy nhưng người ta không hỗ trợ là vì pro này nữa. Không hỗ trợ đâu pro ấy. Là chỉ hỗ trợ là chỉ nhà thôi, nhà làm nhà thôi. Làm nhà thôi đúng không? Vâng. Thế cái nhà thì đợt đấy hỗ trợ được bao nhiêu tiền? Được 20 triệu ấy. 20 triệu này. Nhà này hồi 20 triệu thôi à? Thế là nhà này được hỗ trợ là 20 triệu đấy nhưng mà chắc là 20 triệu là không có đủ mua gỗ đẹp đâu nhỉ? Vâng. Đấy là toàn là những cái tấm ván gỗ non, thành ra là nó bị chưa làm được non nhiều lắm. Chưa được làm được bao năm mà đã bị như thế này hết rồi. Nhà này chắc là độ tầm sau 5 năm thì chắc là cháu nghĩ là vâng. Là mấy cái tấm ván ở bên ngoài chắc là mục hết rồi nhỉ? Mục hết rồi. Không được. Hôm nọ cháu gửi cá chú thì cá đấy chú thích ăn nào? Hả? Cá vẫn ăn được mà. Ăn được à? Vâng. Ăn hợp với cơm không? Vẫn hợp vậy. Chú đuổi con mèo ra, mèo. Nó đi. Chú tranh thủ là đem đi để vào tủ lạnh chứ không là nó bị mùi nhá. Vâng. Có nhiều ấy. Vâng. Mỗi lần là lấy về thì ăn một chút. Vâng. Thấy là bên sau ở đằng sau chú là có thịt, cái thịt kia thì là ai cho? Đâu? Đây à? Cái chết thì đây đi mua ấy. Đi mua à? Vâng. Đây chú đi mua thì thường là mua thịt là bao nhiêu tiền một cân? Mua loại nào? 100 thôi, loại 100 ấy. À 100 à? Đây mua 100 mà. Vâng. 100 thì nó không có nạc bao nhiêu đâu. Cũng không có nạc. Không có nạc. Chỉ là có nguyên mớ thôi. Vâng. Mua lâu chưa chú? Mua lâu rồi. Từ đi cúng đi mua về 2 cân thôi mà. Cúng mua về 2 cân à? Vâng. Ở đấy là cúng cái gì ấy? Cúng đi
cũng cả làng ấy. Thế, là làm cả làng đúng không? Vâng, làm cả làng. Thế là dằm vừa rồi đúng không? Đúng. Thế là chia nhau mới được 2 cân à? 2 cân. 2 cân thì là cũng bằng gần một ngày công của chú đấy nhỉ? Vâng. Một có ngày thì làm được có 100 mấy thôi, có ngày thì làm được 100. Được thế 100. Thời điểm này thì chú có đi làm, đi đâu làm thuê gì không? Không. Không. Thời điểm này không á? Vâng. Thời điểm này không đi làm thuê thì làm sao mà không đi làm thuê thì làm sao mà có tiền để mà mình mua được? Không có người thuê hay là như nào? Có ai thuê thì đi làm ấy, muốn đi làm chứ. Là có ai thuê đi làm hay là thời điểm này là không có ai thuê đúng không? Không có ai thuê nhưng mà phải ở nhà phơi thóc thôi. Tức là nhà mình tranh thủ là không ai thuê thì phơi thóc. Như vậy thì cũng ấy, nó tưởng là chú hôm nay là không đi làm cơ. Vẫn có đi ai làm. Thuê thì là mình vẫn đi làm đúng không? Vâng. Không đi làm thì không có tiền. Bây giờ chú với lại Quyền thì ngoài công việc mà đi làm thuê ra thì cũng không biết là làm gì nữa. Vâng. Đi làm xa thì là không ai nhận. Vâng, vâng. Chú đã từng đi làm xa bao giờ chưa? Không. Không à? Làm ở gần đây thôi, gần nhà thôi. Xa nhất là đi tầm bao lâu? Đi đến huyện nào quay đầu? Đi từ trước từ dưới vẫn đi Bắc Quang rồi. Trước là đi Bắc Quang. Vâng. Đợt đấy đi làm được bao nhiêu ngày không về? Bao nhiêu tháng? Được hơn tháng. Thì... Hơn một tháng. Vâng. Đợt đấy lương cao rồi đấy. Được hơn 100 thôi. Hơn 100 một ngày thôi vâng. À? Vâng. Dưới đấy thì có vẻ như là gọi là nên điều việc hơn nhưng mà tiền công thì nó vẫn như nhau nhỉ? Vâng. Bây giờ mà để Quyền ở nhà một mình thì cũng không yên tâm mấy. Vâng. Quyền thì năm nay lớp mấy nhỉ? Năm nay lớp 6 rồi. Được lớp 6 rồi. Năm lớp 6 rồi có thể lên. Nếu mà không đi học thì có thể ở được. Đấy, nhưng mà còn đi học nữa. Đi học nữa. Đi học là lên trên trường là người ta có đôi lúc là cần phụ huynh này kia nữa. Đấy. Nói đâu là con mình ở nhà xảy ra chuyện gì lại không có ai ấy. Vâng. Thành ra là chú mới không có dám đi làm của bác ạ. Vâng. Làm thì có là gọi là làm mà là xung quanh ở vâng, nhà vâng, thôi. Vâng, làm trong canh thôi. Ở nhà chú thì có rừng gì không? Có rừng cây không? Có, không có. Rừng cây là không có à? Vâng. Nhưng mà ở đây là chú từ thời xưa ông bà không có hay là như nào ấy? Bà vẫn có chứ. Bà có à? Vẫn có nhưng mà không có rừng ấy. Nhưng mà không chia cho chú hay là như nào? Chưa chia nhưng mà có đông nhiều 7 người đấy, 7 người không chưa chia đâu. Là 7 có người ít. Là, tức là 7 người là chúng chưa ai chia à? 7 anh em à? Vâng, 7 anh em ấy. Tức là nhà chúng cũng có đông anh em đấy nhỉ? Vâng, đông anh em. Thế trước là chú là với vợ chú là chỉ có được một em Quyền là một người thôi đúng không? Vâng. Là mỗi một em thôi đúng không? Vâng, vâng, mỗi một em. Mỗi một người thôi nhỉ? Vâng, một người thôi. Chú với vợ chú đi sống nhau được bao nhiêu năm? Sống với nhau ấy là ở với nhau được bao nhiêu năm ấy? Từ lúc mà vừa. Vâng, từ lúc mà đi cưới đi ăn đi kết hôn ấy. Từ kết hôn thì đi được bao nhiêu? Trong nào 3-4 năm rồi đấy. Thế là nhưng mà ở với nhau được bao nhiêu năm? 3 năm, 4 năm, 4 năm, 7 năm rồi đấy. Là được 7 năm đúng không? Thế là cưới nhau được 7 năm đúng không? Quyền thì năm nay mười mấy tuổi rồi, đâu phải? Năm nay thì... Nhưng mà trước lúc chú lấy vợ là năm bao nhiêu tuổi? Chú năm bao nhiêu tuổi? Lấy trẻ đúng không? Lấy trẻ à? Vâng. Thế chú lấy vợ là năm bao nhiêu tuổi? Chẳng nó... Vừa thì nó trẻ đúng không? Vừa thì nó vẫn lấy trẻ thôi. Thế vợ là trẻ nha, chú là lớn tuổi đúng không? Vâng, lớn rồi. Thế là cũng bây giờ Quyền thì cũng được là mười mấy tuổi rồi. Thế là cũng lấy nhau được tầm độ là 15-16 tuổi chứ nhỉ? Vâng. Thế là mới có Quyền xong là có Quyền thì nó chẳng đâu trốn đi rồi. Lớn Quyền thì lớn thì cũng trốn đi chứ không phải là nhỏ mấy nhỉ. Vâng. Nhưng mà phải nói là nhìn về cái hoàn cảnh của hai bố con của bác rất là thương. Bố cũng gọi là rơi vào một hoàn cảnh ở trong một cái hộ gia đình nghèo ở trong thôn nữa các bác ạ, chứ không phải là không rơi đâu. Nhà chú được hộ nghèo bao nhiêu năm rồi? Hộ nghèo á? Vâng. Năm nay được nhà đây thì không được rồi. Thế là được nhà ngôi nhà thì là người ta cho thoát nghèo luôn à? Vâng. Trước chưa có ngôi nhà thì là được thoát nghèo thì bây giờ bên xã thì thôi người ta hỗ trợ cái ngôi nhà để mà che nắng che mưa thì cũng tuyệt vời thôi. Đấy, cháu Lực xuống ghi hình thì nếu như được các bác yêu quý thì có thể là gửi những cái phần quà cho hai bố con hay là những cái khoản mà để hai bố con là sinh hoạt một chút thôi. Chứ để mà giúp đỡ hai bố con có nhà thì hiện tại là có nhà thì cũng
thời điểm hiện tại thì khá là kiên cố rồi, nhưng mà không biết là về sau này là như thế nào các bác. Là những hoàn cảnh mà cháu được Điêng đi chia sẻ thì có hoàn cảnh thì là không bố không mẹ, có hoàn cảnh thì là gia đình như hoàn cảnh của hai bố con này, là vợ thì là lừa cái tài sản là bán đi, hai bố con thì nương tựa vào nhau sống bằng cái chính sức lực của mình. Hôm nào thời gian nào mà có công việc làm nhiều thì là đi làm, thời gian nào cũng không việc đi làm thì là cũng chỉ biết ở nhà thôi. Vâng, ở nhà thôi. Ruộng nương thì cũng có ít, cũng chẳng có nhiều cả. Vâng. Thế một vụ này thì chú đã cấy chưa? Ừ, chưa cấy, chưa cấy. Vâng. Thế nhưng mà chú không có trâu này thì chú đi mượn trâu ở nhà ấy. Thì có tiền thì đi thuê mấy cày thôi. Thuê mấy cày á? Vâng. Thuê mấy cày thì người ta lấy đắt không? Lấy đắt đấy không? Hôm qua vừa mới cấy được hai thửa nhưng mà có bảo nó lấy 300 mà. Hai thửa lấy 300 à? Ừ. Thế là một vụ của chú thì thuê cày là mất bao nhiêu tiền? Thuê cày á? Vâng. Được 700 ấy. 700? Ừ. Thế là 700 mà chú đi làm cũng tương đương là 7 ngày đấy nhở? Ừ. 700. Bây giờ thì không có trâu thì đi mượn ai cũng không có cho mấy. Vâng, không cho. Thế thành ra là đi làm 7 ngày để mà đánh đổi được là người ta cày cho mình. Vâng. Một vụ thì gặt được có tầm độ 5-6 bao chứ chú, nhà chú ấy. Được hôm nay thì cũng có phân đạm thì được ít có. À, không có phân đạm vào thì được ít à? Vâng. Bây giờ ngoài phân đạm ra thì phân chuồng thì cháu lại thấy là nhà chú cũng có phân chuồng đâu. Không có đâu, không có con trâu ấy, không có con bò ấy. Không có trâu bò làm sao mà có được là phân chuồng. Thế là có chú cũng có nuôi một con lợn thôi, nhưng mà phân lợn thì làm sao mà có được nhiều. Không có tiền mua phân lợn phân đạm ấy, không có. Thật ra là năng suất nó không có được bao nhiêu cả chú nhờ. Vâng, được ít hôm nay vẫn. Thế là vừa trốn đi thì cũng có tiền mua rồi, không đi làm, không đi đâu làm được. Từ lúc mà vợ trốn đi thì là hầu như là kinh tế của nhà mình là đi xuống là nhiều đúng không? Vâng. Bán mất hai con trâu thì làm gì mà còn được gì nữa. Gia đình mình thì là trâu bò thì nó là cái tài sản mà quý giá nhất rồi. Vâng. Đấy, cho nên là bây giờ rất là may là chú sức khỏe để mà đi làm thuê được. Quyền thì là đây bây giờ nếu mà để bỏ học ấy, thì là điều ấy là không có được. Cứ để em ấy học hết, thứ nhất là lớp 9. Học hết lớp 9 ấy, cho bỏ ấy. Đấy, học hết lớp 9 thì xong là đi làm, đi đâu làm thì mới đi làm được. Thế là hai bố con là mấy hôm nay là mưa ướt hết cả chỗ này à? Vâng. Mưa, thời gian này cũng mưa nhiều đấy nhờ. Mưa nhiều ấy. Ở trên kia thì là Tấn Đức cũng nói với cô bác là không có tấm nóc ấy, thành ra là nó mưa là dột hết một hàng ở đây này. Nóc ở trên kia thì bây giờ mua mấy tầm bao nhiêu tấm? Từ 4 tấm ấy. 4 tấm nóc đấy á? Ờ. 4 tấm nóc đủ không đấy? Từ đây sang kia thì nó ít nhất phải rơi tầm độ là 8m, 9m rồi. Ờ đúng rồi. Chắc từ đây hết thì... Đúng rồi. Từ đầu bên kia sang cơ mà. Từ đầu bên kia sang thì nó được 7 tấm đấy. 7 tấm? Ừ, 7 tấm đấy. 7 tấm là vừa đúng không? Vâng. 7 tấm nóc. Nóc thì 1 tấm là bao tiền? Một tấm thì... 50 ấy. Tấm 50 à? Ừ. Một tấm 50.000 mà nếu mà mua đấy. Hạt mua đúng. Nó rơi vào tầm độ là 300 là 50.000. À, nếu mà như có các bác nào mà giúp đỡ cho hai bố con là mua được mấy tấm nóc để mà làm trên kia thì đối bị rột một chút rồi các bác. Ở trên kia thì nó là cái cây bây giờ là gỗ sau mọt, nếu mà sau này mà trên kia mà dính mưa nhiều quá là có thể là bị gãy đâm đôi luôn đấy. Đấy, chú chịu khó đi làm xong là lấy tiền mà mua tấm nóc này. Vâng. Một tấm nóc này về để mà làm. Vâng. Thế thì có gì mà cháu xuống cháu chia sẻ giúp được thì là cháu giúp thôi. Vâng. Thế cháu cũng không có biết là phải giúp thêm như thế nào nữa. Thế hai bố con ngủ đây thì không có nệm à? Vâng. Ừ. Ngủ đây thì chả đau lưng à nhỉ? Vâng. Vẫn đau lưng đấy nhưng mà ngủ đây cũng được. À, chấp nhận thôi nhỉ bây giờ ấy. Vâng. Hôm nay đi xuống thì không có gặp là bé Quyền ở nhà của bác ạ. Vâng. Bé Quyền thì là đang... bé bảo là chú bảo đi
đi hộ người ta là cấy rồi. Vâng. Chú vừa rồi thì cũng tranh thủ là xuống là cấy thôi. Vâng. Thế còn là cái thước phim này thì cũng khá là dài. Chắc là cháu Lực cũng xin được là chia sẻ tới đây thôi các bác. Và một lần nữa thì xin được cảm ơn tất cả các cô bác anh chị trên kênh Bản Em. Và chúc các bác thật nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công trong cuộc sống. Cảm ơn các bác đã luôn luôn yêu quý tới cháu Lực. Và hẹn gặp lại quý ông bà cô chú chị ở sống theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác. Chú gửi một lời chào tạm biệt tới tất cả các bác chú nhé. Vâng vâng. Chú chào tạm biệt. Tôi xin chào tất cả các ông các bà đấy. Chào chân chào các ông các bà.